Xin chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cùng Heineken trải nghiệm quần vợt đỉnh cao. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất về các tay vợt hàng đầu thế giới ở giải kết thúc mùa 2021 và nhận những món quà siêu hấp dẫn. Thưa quý vị, Na Uy chưa từng là cường quốc ở môn quần vợt, nhưng giờ đây quốc gia Bắc Âu này đã có thể hãnh diện với các quốc gia khác khi Casper Ruud trở thành tay vợt Na Uy đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự giải kết thúc mùa. Đúng là không gì là không thể, đúng không Châu? Chỉ cần có ý chí quyết tâm nè và nỗ lực tập luyện thì bất kỳ ai cũng có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình. Giờ đây cùng với Erling Haaland ở môn bóng đá nè, Carsten Warholm huy chương vàng Olympic 2020 400m vượt rào, thì Casper Ruud chính là những niềm tự hào của thể thao Na Uy, một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Bắc Âu. Đúng rồi, nhưng mà anh Vũ có biết không, Casper Ruud sinh ra trong một gia đình có truyền thống quần vợt. Cha của anh, ông Christian Ruud, từng là tay vợt số 1 Na Uy và thứ hạng ATP cao nhất mà ông đạt được là hạng 39 thế giới vào tháng 10 năm 1995. Đúng 3 năm sau, tức là vào tháng 10 năm 1998 thì Casper Ruud mới chào đời. Và lúc này với sự giúp đỡ của ông Christian Ruud trong vai trò huấn luyện viên, Casper Ruud đã vươn mình trở thành một trong những tay vợt hàng đầu thế giới và đang giữ vị trí thứ 8 ở trên bảng xếp hạng ATP, phá kỷ lục thứ hạng của chính người cha mình. Quá là hổ phụ sinh hổ tử. Trong năm nay, Casper Ruud đã 5 lần đăng quang ở các giải đấu trong hệ thống ATP Tour, một thành tích xuất sắc. Nếu biết trong cả sự nghiệp đến lúc này, tay vợt Na Uy chỉ mới thắng tổng cộng 6 danh hiệu ATP mà thôi. Thật ấn tượng, nhưng thông tin này còn thú vị hơn nữa quý vị ạ. Trong số 8 tay vợt tham dự giải đấu cuối mùa 2021 thì Casper Ruud là tay vợt có chiều cao khiêm tốn nhất 1m83, thấp hơn 5cm so với Djokovic và Rublev, trong khi những tay vợt còn lại đều cao từ 1m93 trở lên. Vậy thì thật là đáng lo cho Casper Ruud khi mà anh gặp bất lợi như thế về hình thể đúng không anh? Không, anh nghĩ không hẳn là như vậy đâu Quỳnh Châu à. Casper Ruud tuy nhẹ êm mà đậm chất đúng không? Nhưng chiều cao đó cho phép anh di chuyển và xoay trở một cách linh hoạt hơn nè. Một điều rất là quan trọng trong quần vợt. Cùng với đó là lối chơi bên bỉ và những cú thuận tay chính xác. Thì trong một ngày đẹp trời, nếu có thêm sự đồng hành của may mắn thì Thiên Vũ nghĩ là Casper Ruud có thể hoàn toàn đánh bại được bất kỳ tay vợt nào. Châu cũng tin là Casper Ruud đã rất nỗ lực để cải thiện kỹ thuật thi đấu hiệu quả hơn. Việc thứ hạng của anh tăng liên tục trong thời gian qua là minh chứng cho điều đó. Và hoàn thiện lối chơi cũng là chủ đề của câu hỏi hôm nay. Vâng, câu hỏi của chúng ta: khi còn nằm ngoài top 50 thế giới, bản thân Casper Ruud thấy cần phải cải thiện cú đánh nào nhất để có thể thăng tiến trên bảng xếp hạng của ATP? Câu trả lời: cú giao bóng, cú trả giao bóng, cú thuận tay hay cú trái tay? Quý vị hãy nhanh tay tham gia trả lời câu hỏi trên bài đăng Mini Games ngày 12 tháng 11 trên fanpage HTV Thể Thao. Ngoài trả lời câu hỏi trên, quý vị cũng đừng quên like và share post câu hỏi của chương trình trên trang cá nhân của mình. Chọn cho mình một con số may mắn và comment trên bài đăng theo cú pháp QV08-X-Y, trong đó X là câu trả lời và Y là con số may mắn bạn chọn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chi tiết của chương trình trên fanpage HTV Thể Thao nha. Nhiều phần quà siêu hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Còn bây giờ, Thiên Vũ và Quỳnh Châu xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.